Những ngày gần đây, mỗi ngày có từ 10 đến 20 tàu cá đánh bắt xuyên Tết cập cảng Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng để bán các hải sản. Theo ghi nhận, mặc dù giá hải sản đầu năm mới không cao được như kỳ vọng, tuy nhiên chuyến biển vẫn được coi là thắng lợi bởi hầu hết các tàu đều đạt sản lượng cao. Sau khi trừ chi phí tồn thì hầu hết các tàu đều đã lãi từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Chuyến biển về đầu thì cũng đi ra đánh bắt vùng biển Đà Nẵng mình đây. Thì quánh cũng mệt đủ mệt cá, bánh chim, có hố, có bánh lái. Rồi thu nhập về Tết thì coi như cá nó cũng có giá hơn ngày thường. Rồi anh em cũng thu nhập kiếm vài 3 triệu, 3, 4 triệu. Một thang biển này đi bỏ tới đây được khoảng 4 tấn, 5 tấn gì đó. Vô thu được khoảng 250 triệu. Giờ cũng về chia người cũng có 4, 5 triệu gì đó. Phấn khởi vì trúng lộc biển đầu năm, trên các tàu cá này ai cũng tất bật với việc đưa cá lên bờ, cũng như chuẩn bị nhu yếu phẩm để tàu sớm ra khơi, trở lại với hy vọng chuyến biển tiếp theo sẽ đạt được kết quả khả quan hơn. Giá cá thì nếu như mà làm ít sản lượng thì là giá là cao, nhưng mà làm chiếc nào cũng nhiều hết là giá là thấp lại, chứ cũng do cái nguồn thu nữa. Nên là ví dụ như mình quánh ít á, thì giá cá nó bán lại cao lên. Ví dụ như mình làm chiếc nào cũng nhiều hết á, thì là giá là thấp xuống. Vốn đã nhộn nhịp, trong những ngày này, không khí tại cảng cá Thọ Quang lại càng sôi động hơn với các hoạt động mua bán hải sản, lấy nhu yếu phẩm, xăng dầu, nước đá của ngư dân. Thời tiết thuận lợi, giá các loại hải sản tương đối ổn định đang là động lực để ngư dân bám biển trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Không chỉ tại Đà Nẵng, từ nay đến rằm tháng Giêng, có rất nhiều tàu cá tại khu vực miền Trung sẽ bắt đầu một mùa khai thác mới.